Xin chào tất cả khán giả của kênh Tài chính và kinh doanh và tiếp theo chương trình lần trước của chúng tôi về chuỗi các chương trình liên quan đến luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. À, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều khán giả kênh Tài chính kinh doanh rất là quan tâm. Đó chính là thị trường bất động sản và thị trường bất động sản ở đây cụ thể đó chính là các cái nhà ở thương mại tức là chủ đầu tư kinh doanh phát triển nhà và để bán à, và một trong cái chủ đề mà chúng tôi rất là quan tâm trong thời gian gần đây mà chúng tôi thấy rằng là mọi người đưa ra rất nhiều các comment đưa ra rất nhiều các câu hỏi đó chính là về nguồn cung nhà ở thương mại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận một cách cụ thể nhất đầu tiên chúng ta cũng phải hiểu thế nào là nhà thương mại đúng không ạ với khách mời của chúng ta ngày hôm nay vẫn là anh tô anh hùng một afp và anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ vẫn là đóng vai trò là nhà đầu tư bất động sản thì tôi sẽ là người điều phối Thế thì chúng ta trước khi đi vào những cái nội dung chính thì chúng ta sẽ theo dõi một cái đoạn phóng sự ngắn Chương trình đào tạo Well Intelligence, tài chính cá nhân và quản lý tài sản đầu tư, cấp độ 1 AFP. Trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan và giảng viên Nguyễn Minh Tuấn, học viên sẽ xây dựng cho mình con đường và phương pháp đạt tự do tài chính, hồ sơ rủi ro của bản thân, xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và quản lý việc thực thi kế hoạch, xây dựng phương án phân bổ tài sản đầu tư và biết cách tái cấu trúc danh mục đầu tư khi cần thiết. Theo Bộ Xây dựng, Dự báo nhu cầu về nhà ở giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực đô thị. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 40 đến 45% và nhu cầu mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 của CBRE, nguồn cung căn hộ bán có cải thiện nhẹ, tuy nhiên, cả năm 2023 vẫn ở mức thấp nhất trong 10 năm. Tuy vậy, các dự án sơ cấp mới mở bán lại tập trung ở các phân khúc cao cấp vắng bóng nguồn cung trung cấp và bình dân. Vậy việc thay đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có là chìa khóa giải quyết nguồn cung căn hộ của người dân về nhà ở tại các đô thị? Hãy cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Vâng xin chia sẻ với các khán giả kinh tài chính kinh doanh cũng như anh Long, anh Hùng. Hôm nay thì tôi cũng có hơn hạnh được tham dự một chương trình của Land show VTV. À, một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn trẻ ở đây sẽ quan tâm Đó là nhà trung cư thì tăng giá rất là mạnh trong thời gian vừa qua Điều này làm tôi khá là ngạc nhiên và thấy rằng là những cái gì tôi và anh Long chia sẻ Về các cái khái niệm tài sản và tiêu sản ý, Thì đến thời điểm này nó sẽ thể hiện rất là rõ Thế nào là tài sản và tiêu sản Tại vì một số người cứ bảo trung cư là tiêu sản à, Như vậy cũng dẫn đến một cái mà tôi nhìn thấy ở trong đa phần Ở trên thị trường đó là các cái khái niệm về thế nào là bất động sản này thế nào là nhà ở này thế nào là các cái, cái phân khúc khác nhau à, tôi nghĩ rằng là mọi người cần được làm rõ tại vì khi chúng ta nói mọi người rất là thích nói đến một cái thị trường bất động sản chung chung Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là ở trong đó ví dụ như là văn phòng này, khách sạn này, bất động sản khu công nghiệp này, nó có rất nhiều phân khúc và nếu chúng ta không có một cái định nghĩa rõ ràng anh Long thì rất là dễ dẫn đến những cái phán đoán hoặc là những cái phân tích nó khá là bị thiếu cái sự toàn diện. Tôi còn nhớ trong chương trình lần trước cái anh Tuấn nói về nhà là để ở ấy, và ừ. cái này là theo chính sách của chính phủ Trung Quốc mà ngay cả chính phủ Việt Nam thì bây giờ cũng hướng theo là nhà là để ở thì có bạn vào bảo là mấy anh này có vấn đề gì nhà không phải để ở nhà là để đầu cơ đúng không ạ à, tôi nghĩ là không vấn đề có đoạn <laughs> à, cũng khá là buồn cười về xét cho cùng cuối cùng đi mục đích cuối cùng một căn nhà xây ra thì phải có người để ở đúng không ạ à, làm gì thì làm thì cũng như vậy thôi còn à, ngược lại thì chúng ta sẽ xem là những cái trò chơi tài chính thôi à, nó, trò chơi tài chính trong bất động sản bản chất thị trường bất động sản là trò chơi tài chính thế thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải xem đó là thế nào là nhà ở đúng không ạ à. À, vâng ở đây thì cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hình dung rõ hơn thì đầu tiên chúng ta phải hiểu các cái gọi là khái niệm cơ bản nhà ở là gì thì ở đây em có liệt kê ở đây nhà ở là một cái công trình xây dựng với cái mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình và cá nhân thì uh, thị trường nhà ở thì nó chia ra rất là rõ ràng và thứ nhất đó là gì các cái nhà ở riêng lẻ ở đây nhà ở riêng lẻ đó là gì các cái cá nhân ví dụ như là um, như bản thân em là cũng đang ở trên một cái căn nhà gọi là, là nhà phố đúng rồi đúng đúng là nhà phố à, gọi là, là nhà, nhà phố, phố tức là mình ở trong các khu phố mình xây cái nhà lên và à. đúng rồi tiếp theo nữa đó là các cái uh, thứ hai đó là các cái nhà ở công vụ thứ ba nữa là các cái nhà ở phục vụ cái nhu cầu tái định cư khi mà chúng ta mở mở đường hoặc là giải phóng mặt bằng thì cần những cái khu nhà để phục vụ cho cái việc tái định cư này Tiếp theo nữa là cái thứ tư đó là nhà ở xã hội. Thì cái nhà ở xã hội này thì hôm trước đã có chia sẻ với mọi người và có làm với cả anh Tuấn một cái chuyên đề riêng về cái vấn đề nhà ở xã hội này. Nếu như mọi người có thể quan tâm nhà ở xã hội thì có thể là xem lại cái clip đó và cái vấn đề thứ năm nữa ở đây đó là nhà ở thương mại là cái mà hôm nay chúng ta trình bày Đã, nhà ở ừ. thương mại là gì và nó sẽ bao gồm những cái gì dạ vâng đấy, tôi vậy. còn nhớ rằng là cái chương trình về gọi là phân lô bán nền ấy dạ. thì vẫn có nhiều người không phân biệt được thế nào là phân lô bán nền ừ. cái thuật ngữ khi người ta nói phân lô bán nền là người ta nói về dự án đúng không anh đúng anh hùng tức dạ. là phải có chủ đầu tư có dự án thế mọi người vẫn nhầm ra là nhầm ra cái nhà riêng kia kìa nhà riêng, nhà riêng, là là riêng cái nhà kia thửa. là à, à. tách thửa đấy là hai cái việc nó hoàn toàn khác nhau đúng không ạ À, thì ở đây thì chúng ta làm rõ hơn về vấn đề nhà ở thương mại thì nhà ở thương mại thì vừa nãy anh Long có chia sẻ rồi đó là các cái nhà ở được các chủ đầu tư ở đây chúng ta nhấn mạnh cái việc là các chủ đầu tư à, đầu tư xây dựng bán hoặc là cho thuê với một cái cơ chế đó là cơ chế thị trường nó sẽ khác biệt với cả cái nhà ở xã hội tại vì nhà ở xã hội thì nó sẽ phục vụ cho những cái đối tượng gọi là yếu thế trong xã hội còn ở đây thì nhà ở xã hội à, nhà ở thương mại được phát triển theo cái việc là chúng ta mua bán theo cái vấn đề là cơ chế thị trường cung và cầu, vâng à. đúng rồi. nhà ở thương mại thì chúng ta cũng đã chia ra rất là rõ ràng, đó là các cái nhà ở chung cư hay còn gọi là các nhà ở cao tầng đó. Tiếp theo nữa là các cái nhà ở riêng lẻ, thì mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều các cái liền kề biệt thự ở các khu đô thị, thì đấy nó gọi là gì? nhà ở riêng lẻ ở trong cái phân khúc nhà ở thương mại và cái thứ ba nữa đó là cái đất nền phân lô như anh Long vừa chia sẻ. Tức là chỉ có đất thôi, Quay thành lô thôi, nhưng chưa có nhà, đúng rồi. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó để um để giúp cho những nhà đầu tư thông thường có thể phân biệt được tại vì ngay từ trong cái định nghĩa tôi tin rằng là các cái định nghĩa này đã được anh hùng chuẩn bị dẫn các cái nguồn về về văn bản pháp luật rất là kỹ đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi nhìn thấy ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhà ở thì nhà ở riêng lẻ cũng đã xuất hiện ở phần thứ nhất. Đúng không Cá nhân tự xây dựng. Tuy nhiên ở phần nhà ở thương mại cũng có là nhà ở riêng lẻ. Thì chắc là chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái cái định nghĩa nào đấy để cho bà con dễ hơn chứ còn uh, chúng ta cứ bảo rằng là mọi người không biết thì tôi nghĩ là cũng không đúng. Tại vì như vậy là nếu như tôi là một nhà đầu tư bình thường, tôi đầu tư vào nhà ở thương mại thì có nghĩa rằng là tôi sẽ có ba nhóm sản phẩm. Tại vì đầu tư mà một là chung cư, đúng không? Để để cho nó dễ. Đúng. cái thứ hai đó là thấp tầng và biệt thự, được không? Cái biệt thự và liền thổ, Và ba là đất nền phân lô. Đúng. Thế nói thế cho nó dễ hiểu đúng không ạ. Tại vì nếu không thì cái nhà ở riêng lẻ này nó rất là bị dễ nhầm với cả định nghĩa về nhà ở phía trên. À, vâng, cái cái đấy rất là chính xác. Tại vì ở đây thì khi mà chia sẻ cho tất cả mọi người ấy thì em thường hay chia sẻ các cái định nghĩa dựa trên luật. Và trong luật thì nó là không có cái định nghĩa là nhà ở liền thổ, mà nó nhà, chỉ có đúng. là nhà ở riêng lẻ thôi. Thế nên là bây giờ nếu mà để mà liệt kê vào đây thì như anh có thể là như anh Tuấn giải thích nó nó rõ ràng như thế thì cũng có thể à. mọi người hiểu rõ ràng. Thực không? ra thì nó cũng giống như cái nhà mà chúng ta ở trong phố thôi, chỉ ừ. có một cái điều khác ở đây là do các chủ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở ngoài ừ. xây đúng không ạ? Ừ. OK, thì hôm nay thì cái mục tiêu của kênh uh, tài chính kinh Chinh doanh chúng ta sẽ nói về cái nguồn cung của cái nhà ở thương mại. thì ở đây thì em có một cái cái gọi là một cái báo cáo của CBA về cái nguồn cung các ở đây thì chỉ là nguồn cung về các cái chung cư thương mại thôi. thì đây là một cái mà thời điểm này chúng ta có thể nhìn thấy là cái nguồn cung của cái chung cư thương mại đang bị thiếu hụt rất là nhiều. mọi người quan tâm đến cái cái chung cư rất nhiều ừ, ở thời điểm này. thực ra rồi. cái nhu cầu bây giờ là nhu cầu ở thực. À. Và ngoài ra thì ở đây thì có chúng ta có cái báo cáo này có ghi rất là rõ ở cả thị trường uh, hai thị trường rất là lớn đó là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và cái thị trường Hà Nội thì nguồn cung đều giảm rất là mạnh và uh, uh, 9 tháng đầu năm thì nó đều ở mức là thấp nhất trong vòng 10 năm ở cả hai đầu thị trường và mọi người có thể nhìn kỹ hơn vào cái hai cái hình ở đây thì có thể là có cái thông thông số rất là rõ ràng về nguồn cung ở cả hai đầu của các của của Hà Nội và Hồ Chí Minh và ngoài ra thì nó cũng chia rất là rõ ra các cái phân khúc ví dụ như là cao cấp này, trung cấp và bình dân thì gần như mọi người có thể nhìn thấy ở khu vực đầu tiên mình nói về thành phố Hồ Chí Minh đi. Có thể thấy là cái nguồn cung chủ yếu gần như là chiếm đến khoảng 90% là dành cho các cái nhà và phân khúc cao, cao cấp. Đó ừ. còn còn ở Hà Nội thì cũng tương tự như thế. Vâng, cái vấn đề về lệch uh, cung và cầu giữa các phân khúc thì chúng ta nói rất là nhiều rồi đúng không? Yeah. Thế nhưng mà chỉ chúng ta quan sát thấy thì có một điều rằng là từ uh, từ cuối năm ngoái chúng ta nói về chuyện là bây giờ là bất động sản biển này, bất động sản nghỉ dưỡng này, bất động sản cao cấp thì chiếm đến 80 90%, 85%. Đấy. Trong cái đó cái cái báo chí gần đây nói nhiều về cái chuyện là các cái phân khúc mà trung cấp và thậm chí nhà giá rẻ hơn nhà thương mại như giá rẻ hơn mà khoảng độ 20 triệu một mét là bây giờ cần nghĩa là không còn rồi đầu hai ừ, là không xong. còn tối thiểu phải đầu ba đó phải ba mấy triệu trở lên mà ba triệu là cái 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 phân khúc khá là thấp rồi nhưng mà với cái mức giá như thế thì à, nó cũng là một cái mức giá khá là khó đúng ừ. không ạ? Thế thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái vấn đề đó chính là À, mặc dù mọi người rồi báo chí rồi các cơ quan chức năng rồi ngân hàng rồi tất cả các cái chủ thể tham gia thị trường bất động sản họ đã chia sẻ cái vấn đề về lệch lệch nguồn cung này từ năm ngoái nhưng đến năm nay tôi quan sát thấy cá nhân thôi thôi 9 tháng đầu năm 10 tháng đầu năm của chúng ta 11 tháng của chúng ta là phần lớn là ra phần khúc cao cấp tôi <laughs> cũng <Đó> không <laughs> hiểu lý do tại sao tôi thì có thể bổ sung thêm cho hai anh một cái thông tin Uh, đó là tôi đã ngồi xem rất là kỹ các cái báo cáo và tôi nhìn thấy rằng là thị trường sơ cấp ấy. Uh, chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay ở trên biểu đồ thôi cái thị trường uh, cao cấp đang được uh, gọi là bán sơ cấp rất là nhiều và cái mức giá của nó thì cập nhật với anh Long anh Hùng là ở Hà Nội lên đến 54 triệu một mét vuông là cao cấp và mức độ tăng giá tính ở riêng trong quý 3 là 2%. Thế còn từ đầu năm thì nó tăng khoảng 13%, tức là một cái căn chung cư bán sơ cấp đấy nhá, tôi chưa nói đến bán thứ cấp. Bán cấp tăng... tức là chủ đầu tư bán ra lần đầu. Bán ra lần đầu đấy ạ. À. Thế mà. còn nếu như mà nhìn một cách rộng hơn ở một cái khung thời gian rộng hơn là ví dụ như ở Hà Nội ý, thì giá bán sơ cấp thì tăng 77% tính từ năm 2019 tức là khoảng 4 năm nay là giá chung cư nó tăng rất là tăng. tình trạng tôi nghĩ là tương tự cũng trong Hồ Chí Minh cũng như là các cái thành phố lớn khác thì đều cũng như vậy và vấn đề về nguồn cung tôi nghĩ rằng là và thứ nhất là vấn đề nguồn cung ở cái trung cư thương mại nói chung và sau đó thì cái lệch nguồn cung giữa các cái phân khúc ở trong trung cư thương mại cũng là một cái chủ đề chúng ta cần quan tâm tại vì chúng ta đều nhìn thấy rằng là hôm trước chúng ta có nói rồi là nhu cầu về tăng trưởng kinh tế về cái quá trình đô thị hóa cũng như công nghiệp hóa chúng ta cần rất là nhiều các cái nhà ở đặc biệt là trong một cái khảo sát là với các ở các thành phố lớn ấy khi mà người ta nói đến người trẻ nghĩ đến việc mua một bất động sản đầu tiên họ nghĩ đến là gì thì 61% 61% đều nghĩ đến chung cư và chúng ta sẽ phải tôi nghĩ là phải đào sâu về vấn đề nguồn cung này không? Cung là một chuyện còn vấn đề giá thì nó cũng sẽ là một cái phần mà khiến cho cung cầu càng khó gặp nhau ừ. nó một cái nguyên lý cơ bản. Thế thì một chút nữa thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ kể những câu chuyện và giảm giá chung cư Chắc mọi người chắc có lẽ là chúng ta trong suốt 5 năm vừa qua chúng ta thấy rằng là như anh Tuấn vừa mới cung cấp cho chúng ta thông tin và báo đài cũng nói nhiều rồi tức là giá trung cư tăng 77% chứ có lẽ mọi người trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến giảm giá trung cư. Đúng rồi. Đó, tôi sẽ kể cho mọi người thế nào là giảm giá trung cư được không ạ? Đạ, vâng. và chắc chắn tự là tự phải tự... có giảm giá trung cư thì mấy họ mới gọi là mua trung cư là tiêu sản này đúng không? Đúng. Rồi. Đấy thì chúng ta sẽ phải à. đi, tại vì nếu mà ở một cái khung thời gian đủ dài ừ. thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin. Vâng, vâng. Ừ. vâng. và uh, tiếp theo em cái vấn đề mà em muốn chia sẻ ở đây ấy, thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy cái là gì cái việc mà kinh doanh các cái nhà ở thương mại này thì các chủ đầu tư nó sẽ có hai phương án một là giao bán nhà ở hình thành trong tương lai và tiếp theo nữa đó là gì xây dựng xong sau đó bắt đầu mới bán à, nhưng mà cái tỷ trọng mà bán nhà ở hình thành trong tương lai thì chiếm một tỷ trọng rất là lớn gần như là chiếm đến hơn 90% phần trăm rồi và rất nhiều rất ít các cái chủ đầu tư là họ xây xong họ mới bán đa số là đều bán nhà hình thành trong tương lai hết để tôi kể cho anh anh Tuấn với anh Hùng nghe là tôi đã từng đi mua một căn nhà mà người ta xây xong rồi à. À, mua một căn chung cư mà người ta ở khu đô thị được coi là cao cấp à. À ở Hà Nội. Tức là sau khi mà họ xây xong rồi, xây hết rồi. Yeah. Tức là đi xem nhà mẫu là không còn phải xem nhà gọi như là ở trung tâm thương mại nữa mà nhà mẫu là chính là nhà thật luôn. Đúng rồi. Đấy, xong rồi nó vào tự vào tự lựa, lựa xem là uh, thích căn nào, view như thế nào, đằng trước đằng sau ra làm sao, hướng thế nào, ừ. diện tích như thế nào rồi uh, họ còn offer cho à, để mình nhớ xem nó có những cái loại ưu đãi gì này, giảm giá này là một này. À, mà mua đây là sơ cấp từ chủ đầu tư vâng. không phải là mua thứ cấp mua lại à, 3 năm gửi xe phí gửi xe này à, tiền học phí cho con một năm này à, phí dịch vụ à, miễn phí dịch vụ 10 năm vâng. đến vâng. bây giờ vẫn chưa như là chưa phải đóng phí dịch vụ vâng. miễn phí dịch vụ 10 năm và uh, thẻ khám chữa bệnh ừ. cho gia đình một năm ừ. đó, gần đó cái như vậy thì đấy đấy là một cái tình huống tôi có thể tình huống thực tế của tôi yeah. tức là khi đi mua nhà mà rơi vào cái thứ hai tức là mua nhà mà sau khi cái nhà đã xây xong rồi, Đúng rồi. đấy Chắc có lẽ mọi người sẽ không tưởng tượng ra là nó sẽ có những tình huống như vậy đúng không ạ? Ừ. Mà... Có thể là tí nữa anh Long có thể nhờ anh Long chia sẻ là cái thời điểm của anh Long wow. mua là bao nhiêu nhiều chứ còn nếu Tôi tôi hơn... tôi nghĩ rằng là cái thời điểm anh Long mua sẽ sau tôi tại vì cũng <cười> <cười> uh... nó, nó nó sẽ có những cái tình huống sắp tới trong tương lai thôi. Và, à. Tại vì uh, mà tôi cũng chủ đầu tư đó và tôi thì cũng là thuộc về cái nhánh đầu tiên ấy, yeah. tức là là hình thành trong tương lai tôi nghĩ rằng là À, chúng ta sẽ có một cái vấn đề rất là quan trọng chúng ta nhìn thế là cái nguồn cung nó cũng sẽ và cung và cầu nó sẽ rất là phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của doanh nghiệp Đấy, cái tình hình tài chính của doanh nghiệp ví dụ như tôi cái đợt đấy là chỉ những cán bộ xuất sắc mới được mua ở cái dự án đó với cái mức hỗ trợ lãi suất và cũng có những cái cái như anh Long nói và về sau là kể cả tôi cũng chia sẻ rất là nhiều mọi người bảo rằng là chuyên gia tài chính gì mà lại đu đỉnh bất động sản đu đỉnh trung cư ở cái thời điểm đó à, thì nhưng mà cũng chỉ vài năm sau thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ là các cái vấn đề về chủ đầu tư họ, khi họ cần phải quản trị được cái nguồn vốn thì họ phải sẵn sàng bán uh, những căn hộ đã hoàn thiện mà giảm giá rất sâu như của Anh Long ừ. thì chúng ta hãy nhìn đấy ở một cái góc độ thị trường hơn được không? Còn uh, chúng ta sẽ cùng đi vào những cái số liệu để chúng ta nhìn thấy là cái nguồn cung của thị trường hiện đang như thế nào. Dạ vâng. Uh, đầu tiên khi mà chúng ta nói đến uh, vấn đề về thị trường thì chúng ta cần phải hiểu hai cái vấn đề đó là cầu và cung. Thì ở đây đầu tiên cái vấn đề đầu tiên của chúng ta chúng ta có thể để ý đó là cái nhu cầu nhà thương mại thì theo cái dự báo của Bộ Xây dựng vào năm 2021 đến 2030 với cái tỷ lệ dân số tăng từ 40 cho đến 45% thì mỗi năm cần khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Đó và tương đương với ở đây là 1 triệu căn hộ ở 70 m. Ở đây em chia là 70 mét vuông một căn hộ thì nó cần khoảng 1 triệu căn hộ. Và nói kỹ hơn một chút về cái nhu cầu này thì nó bao gồm toàn bộ thị trường nhà ở bao gồm cả là thương mại này, bao gồm cả nhà ở xã hội này và cả nhà ở riêng lẻ. Chúng ta đúng cần rồi. phải hiểu rõ về vấn đề là cái nhu cầu và nguồn cung của nó là bao gồm cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở riêng lẻ. Tức là tốc độ đô thị hóa đúng không ạ? Nếu mà rồi. tính từ nay đến năm 2020. 2030 mà dân số đô thị nó tăng khoảng 40 50% thì ừ. tôi, không, tôi không dám chắc là cái cái dữ liệu mà Bộ xây dựng. Đây à, là dự báo của Bộ xây dựng dự như, như thế nào. Nhưng mà nhưng mà rõ ràng là cái xu hướng đô thị hóa là cái xu hướng mà nó cũng khá là rõ, đấy. Đấy, mình cũng không thể tránh được cái xu hướng đó, đúng không Chỉ riêng mỗi một năm số lượng sinh viên về các thành phố lớn là cũng đã tiến đến câu chuyện là là cả trăm ngàn ngàn sinh viên rồi, đấy, đấy và thông thường thì mọi người sẽ tìm kiếm những cái công năng việc làm, những cái nền tảng cơ sở hạ tầng tốt để để ở và đấy là cái nhu cầu chính đáng thôi. Đúng. Và nhiệm vụ của uh, các nhà làm chính sách thì sẽ phải tạo ra cái cơ chế chính sách và tạo ra một cái thị trường để cho phát triển một cách lành mạnh, đúng không? Đáp ứng cái nhu cầu này. Đúng khi mà chúng ta nói xong về cái nhu cầu thì chúng ta sẽ nói một chút về cái nguồn cung của nhà ở. Thì cái vấn đề nguồn cung nhà ở thì các cái số liệu của bên Bộ xây dựng thì em có tổng hợp ở đây. Thì nhà ở thương mại thì mọi người có thể nhìn thấy. Nguồn cung đấy cái này là căn hộ ạ. Đây là ví dụ như năm 2020 nó là 18.000 căn hộ. và nhà ở thương mại thì có cái số liệu ở dưới. Còn riêng cái nhà ở riêng lẻ, ví dụ như là các cá nhân tự xây dựng ấy, thì gần như là không có số liệu. Chúng à, ta không có số, ừ, à. không có số. Đó. Và ở đây mọi người có thể nhìn thấy là nếu mà chỉ cần nhìn ngắn như thế này thôi, chúng ta sẽ thấy là gì? Cái nguồn cung ừ. nó rất là ít ừ. so với so với nhu cầu của thị trường. Ừ. Nhất là giai đoạn này thì nguồn cung còn khó hơn. Và à. nếu như mọi người nhìn vào trong cái bảng này thôi, chúng ta cũng nhìn thấy là gì? Ngay từ cái nhà ở thương mại thôi, cao cao điểm nhất là năm 2020 với 57.000 căn hộ và đến năm 2023 của chúng ta đến thời điểm này trong ba ba quý đầu tiên thì nó chỉ có khoảng 16.000 căn hộ thôi. À, vấn đề lớn nhất nữa là ở đây là chúng ta không tính vào số lượng ừ. mà là căn hộ này nó có khớp với cái nhu cầu không? Ừ. Tức là lệch phân khúc đấy, đúng, đúng, đúng không? À. Đầu tiên ở đây chúng ta chỉ nói về nguồn cung thôi chứ còn có như chúng ta thấy ngay từ vừa nãy chi trong các cái khảo sát à, trong cái báo cáo của CPI chúng ta thấy là gì? nguồn cung nó lại lệch ở các cái phân khúc rất là cao cấp Đó, và cũng có rất nhiều các bài báo nói là bây giờ cách đây vài năm thì chúng ta mất tổng khoảng mấy chục năm và bây giờ thì để mà sở hữu một căn hộ ở hà nội thì nó đã là một cái con số nó gần như là không tưởng và làm cho các bạn trẻ cảm thấy là khá là vô vọng trong cái việc là mua những cái căn hộ ở hà nội và hồ chí minh không sao thì thời tôi mới đi làm tôi cũng nghĩ như thế mà <laughs> thời tôi với anh Tuấn hồi mới làm đầu năm 2000 thì cũng nghĩ đến cái chuyện là chả bao giờ mình mua được căn nhà, đúng không? Thế nhưng mà mình có một cái... Rồi thị trường nó cũng sẽ có điều tiết và mình có một cái kế hoạch phát triển tài chính là mình có thể tham được cái ừ, việc này. Rồi. Ok thì để chúng ta hiểu kỹ hơn về cái vấn đề là tại lý do tại sao mà nguồn cung nó bị thiếu hụt thì ở đây em có chia sẻ một chút về vấn đề của nguồn cung thì cái vấn đề của nguồn cung ấy thì rất nhiều các chuyên gia và ngay cả chính phủ cũng đã gặp đã nhìn ra vấn đề đó là gì cái vấn đề pháp lý của thị trường. Em cũng vẫn nhớ là ở trước đây có một cái clip anh Tuấn có chia sẻ về cái vấn đề là khi mà gặp các chủ đầu tư thì anh Tuấn có hỏi họ là cái khó khăn khi mà phát triển nhà là gì và họ chỉ nói đúng duy nhất một từ đó là về vấn đề pháp lý. Thực ra thì cũng không phải trong một cái clip đâu, thực ra là trong kể cả trong các cuộc họp gần đây của ngân hàng nhà nước với cả các cái chủ đầu tư lớn thì họ cũng rất là rõ ràng rằng là nguồn vốn nó chỉ là một phần thôi ừ. quan trọng nhất là các cái quy định pháp lý để làm sao các cái dự án có thể nói nôm na hoặc là dân dã là để ra được hàng ừ. tức là có thể ký được hợp đồng mua bán hoặc là có thể sang tên chuyển nhượng được ừ. thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề pháp lý này này chúng ta sẽ phải rất là trông chờ vào các cái điều khoản của um, những cái hệ thống luật mà chúng ta đã đã đề cập anh nào ạ ừ thì cái vấn đề về pháp lý ở đây em cũng muốn chia sẻ nó sâu hơn một chút nó nghĩa là gì à, khi mà phát triển các cái dự án ấy thì cái việc mà đủ điều kiện để huy động vốn và chúng ta cần phải có những một số các cái quy định pháp lý nhất định. Sau khi mà đủ pháp lý thì bắt đầu mới có thể bán được nhà hình thành trong tương lai. Và khi bán được nhà hình thành trong tương lai thì chúng ta mới được phép là gì thu cái tiền thứ nhất là tiền cọc này và sau đó là theo cái tiến độ cái tiền tiến độ xây dựng của khách hàng để mà chúng ta có thể xây dựng được các cái căn nhà. Đó thế nên là em nhìn thấy là cái vấn đề pháp lý thì ở đây nó nó rất là quan trọng. Nếu như chúng ta khai thông được cái vấn đề pháp lý thì có thể gần như là toàn bộ các cái bước ví dụ như bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư và bước thứ năm ở đây chúng ta đều có thể là giải quyết được hết đó và ở đây thì cũng có rất nhiều đặt người đặt câu hỏi đó là gì cái luật mới thì có giải quyết được các cái vấn đề về pháp lý hay không thì ở đây là một cái slide hôm trước cũng đã chia sẻ với mọi người để mọi người thì hiểu hơn đó như ví dụ như là gì đã thông qua cái luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đó và có cái kiệu, có cái hiệu lực là từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 riêng cái luật đất đai thì đang được tạm dừng và sẽ được thông qua trong kỳ họp tiếp theo thì cái vấn đề pháp lý ở đây em có tổng hợp các cái vướng mắc của các chủ đầu tư nó gồm có 5 vấn đề thứ nhất là cái vấn đề về định giá đất thứ hai nữa đó là về vấn đề là xác định các cái chủ đầu tư vấn đề thứ ba liên quan đến quy hoạch thứ tư nữa liên quan đến việc là gì chuyển nhượng các cái dự án đó, đó. thứ năm nữa đó là liên quan đến cái việc là gì sen kẹt Ừ, ví dụ như cả một mảnh đất rất là to thì nó lại xen một chút cái đất công của nó. À. thì cái vấn đề xử lý đất công nó như thế nào thì đấy cũng là cái vấn đề xen kẹt này thì tôi cũng đã gặp trong thực tế khi mà các doanh nghiệp của bên tôi khách hàng để họ làm cả một cái dự án khoảng độ quy mô vài hectare dạ. nhưng mà chỉ cần có vài chục mét là đất nông nghiệp hay là đất gì ở trong đó thôi dạ. thì là nghị định 30 yêu cầu rằng là muốn phát triển dự án nhà ở thương mại ấy. Ừ. hiện tại thì sẽ phải là một trăm phần trăm đất là đất sạch Được. đấy thì cũng sẽ là khó Được. và như thế thì nó sẽ bị gần như là trì hoãn vô thời hạn Được. Được. Tôi có một uh, cái muốn anh Hùng uh, đi sâu thêm ấy uh, Vấn đề định giá đất thì tôi nghĩ rằng là một cái vấn đề phức tạp và chắc chắn là luật đất tài uh, trong các cái kỳ họp tới uh, sẽ phải làm rất kỹ về vấn đề này ừ. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi sâu hơn ừ. Tuy nhiên anh có thể làm rõ hơn cái vấn đề thế nào là xác định chủ đầu tư không? Tại vì à. tôi nhìn thấy cái chỗ đấy tôi tôi cũng khá là muốn hiểu rõ sẽ thêm cái này à, Vâng thì uh, cái phần thứ hai thì em sẽ giải thích cho anh đầy đủ hơn thì trước khi bây giờ chúng ta có thể đi theo mạch từ tầng 1, 2, 3, 4, 5 để chúng ta có thể hình dung được tất cả các cái vấn đề pháp lý của 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 cái nhà thương mại này lúc đó thì em sẽ chia sẻ để mọi người có thể hình dung hơn về cái việc xác định chủ đầu tư đầu tiên thì ở đây có một cái muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu hơn một chút về cái lý do tại sao mà cái luật đất đai của chúng ta cần phải dừng lại một chút để chúng ta điều chỉnh thì ở đây thì nó có một cái quy định nó là vấn đề là gì cái cái vấn đề liên quan đến cái việc là gì phương pháp xác định giá đất và ở đây thì em có liệt kê ra ở đây cái uh, hai cái lý do tại sao mà cái việc định giá đất nó rất là quan trọng và chúng ta cần phải làm rất hết sức là cẩn trọng thứ nhất đó là gì cái nguồn thu từ uh, đất của chúng ta chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cái thu nội địa thứ hai đó là vấn đề liên quan đến cái việc là khi mà chúng ta định giá đất và liên quan đến cái việc thu hồi đền bù tái định cư và giải phóng mặt bằng uh, thì đấy là hai lý do và đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây đây là một cái uh, bảng tổng hợp của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy cái nguồn thu từ đất đai và cái tỷ lệ thu nội địa đầu tiên ở đây ví dụ như vào những năm 2013 thì mọi người có thể nhìn thấy cái tỷ lệ cái nguồn thu nội địa của chúng ta chỉ chiếm tầm khoảng nếu uh, nếu ở đây trong khoảng 16, 17% thôi nhưng bây giờ đến năm 2022 nó đã lên đến gần 25% rồi đó ừ. thì chúng ta có thể thấy là gì đây là một cái nguồn thu rất lớn dành cho ngân sách đúng rồi. Ừ. Thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện định giá đất khi mà luật đất đai được chính thức quốc uh, 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 hội bấm nút thông qua thì đây là một vấn đề rất lớn vì uh, theo như cái hiểu biết của tôi thì luật đất đai hiện nay thì đang bị trễ uh, lại so với kế hoạch đáng lẽ là kỳ họp vừa rồi, rồi thông qua được. nhưng mà hai vấn đề về định giá và đấu giá Đấy, định giá và đấu giá đây là một cái luật mà thực sự nó có cái tính chất bao trùm rất là lớn cho nên là quốc hội mới thông qua hai cái luật nhỏ hơn đó là luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản dạ, vâng. à, thì chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề này sau dạ, vâng. à, và okay. sẽ làm kỹ lưỡng hơn dạ vâng thì ở đây em cũng chỉ muốn nêu ra các vấn đề ví dụ như ở đây cũng có một cái liên quan đến cái việc là thu hồi đền bù ừ. đó nên cũng lại liên quan đến cái việc định giá đất Và thì ở đây em cũng muốn chia sẻ ở đây cho mọi người hình dung là các cái phương pháp định giá đất thì cái này sẽ được thông qua và đây là một cái luật quan trọng thế nên là cái đây cũng mấy hôm vào ngày 29 tháng 11 thì cũng đã có một cái bên tổng thư ký quốc hội cũng đã có đề xuất là sẽ có một cái một, gọi là một kỳ họp gọi là bất thường có thể ngay vào tháng 1 năm 2024 thôi thì sẽ quyết định đất đai tại vì đây là một cái luật rất là lớn đó thì sẽ có thông báo sau à, thì nói qua một chút để mọi người hình dung các cái vướng mắc về cái về cái việc là định giá đất à, tiếp theo nữa thì để trả lời cái câu hỏi vừa nãy của anh Tuấn ấy, thì cái việc là xác định chủ đầu tư thì cái việc xác định chủ đầu tư ở đây ý, thì theo luật cũ ý, thì có nghĩa là các để muốn xử muốn phát triển một cái dự án nhà ở ở đây mà nhà ở thì bắt buộc là gì trong cái mảnh đất đó phải có ít nhất là một mét vuông đất ở à, thì đây là một cái quy định mà nó sẽ hơi bị vướng tại vì các cái khu đô thị mới chủ yếu nó sẽ phát triển ở những cái khu vực mà xung quanh là không có không có người dân hoặc là sử dụng các cái đất nông nghiệp nó rất là nhiều, thế nên để mà kiếm được một mét vuông đất ở, ở trong đó nó sẽ rất là khó, đó, thế nên là luật mới thì nó đã được uh, luật nhà ở mới thì đã thay đổi nó đã, đã cho phép các cái uh, chủ đầu tư được phép là triển khai các dự án ở uh, khu vực đất mà không yêu cầu phải có một mét vuông đất ở, đó, thì đấy là cái mà để thay đổi và đã giải quyết được cái việc vấn đề liên quan đến cái uh, dự án nhà ở. Uh, nhà ở của chúng ta tức là chủ đầu tư là phải lập được dự án nhà ở ừ. đúng không Nếu ví dụ tôi muốn làm chủ đầu tư mà tôi có mảnh đất tôi đúng muốn rồi. làm chủ đầu tư mà tôi có hai lựa chọn một đó là tôi tự xây một cái nhà thì gọi là nhà riêng đúng, à. đúng không à, nhà riêng này bình thường nhà riêng của tôi còn nếu không mà tôi có mảnh đất nó đủ to Được. mà vị trí đủ đẹp Được. đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn thì tôi có thể lập ra một cái dự án nhỏ đúng rồi Đấy, thì lúc đó tôi sẽ trở thành chủ đầu tư đúng, đúng rồi nghĩa? nhưng mà trước à. đây thì có nghĩa là ví dụ như là đất thì nó sẽ bao gồm rất nhiều các loại đất ví dụ như là ngày xưa thì chúng ta thấy là chủ đầu tư có thể là họ sẽ sử dụng phương án là đi mua gom trước của, của người dân ví dụ họ mua gom trước các cái đất nông nghiệp này hoặc là đất có nghĩa là trồng cây lâu năm này, có rất nhiều các loại đất và sau đó thì khi mà họ đã mua đủ cái khu vực đất đó rồi thì họ dựa trên cái quy hoạch có sẵn là cái quy hoạch 1 trên hai nghìn của của ủy ban nhân dân tỉnh và sau đó thì sao à, họ mua trước và sau đó họ bắt đầu xin chuyển đổi hoặc là xin dự án để có thể là được xây dựng các nhà ở thì có một cái vấn đề vướng mắc ở đấy là gì cái vướng mắc ở đấy là họ lại toàn bộ ở đấy ở trong nông nghiệp không có một mét vuông nào đã ở cả thế nên là cái việc xin chuyển đổi nó lại bị vướng luật nhưng bây giờ thì đã được giải quyết bởi cái vấn đề đó và đã cho phép uh, các uh, chủ đầu tư được phép chuyển đổi cái uh, cái đất đó và sau đó thì xây dựng các cái dự án nhà uh, nhà ở thương mại rồi còn nhiều à. vấn đề nữa ví dụ như đất thuê thì mà chuyển đổi sang đất uh, nhà ở thương mại là phải đấu giá về các thứ khác nhưng mà sẽ là một trong một cái mà rất là phức tạp và chúng rồi. ta sẽ chờ phải chờ luật đất đai vâng cái ừ. đấy thì nó phụ thuộc vào luật đất đai rất là nhiều À, tiếp theo nữa đó là liên quan đến cái việc là quy hoạch Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì Quy hoạch thì uh, chúng ta được chia ra rất là nhiều Ví dụ như là thì có rất nhiều các cái chủ đầu tư Họ lập các cái uh, quy hoạch 1 trên 500 Ở đây em có ghi rõ là gì 1 trên 500 là do các uh, nhà đầu tư Gọi là các chủ đầu tư lập Nhưng mà cái 1 trên 2000 này thì là do các cơ quan nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đúng rồi, Ủy ban nhân dân, dân cấp tỉnh, phố. thành phố và lập và điều chỉnh. Nhưng có một cái vấn đề là nhiều khi là nó sẽ bị xung đột khi mà có nghĩa là chưa kịp cái cập nhật hoặc là thay đổi thì những cái quy hoạch 1 trên 500 này không có thì không thể sẽ triển khai được dự án. À. Đó. thì đấy là Tôi vấn đề. đây là một cái chủ đề hay đấy. Chúng à. ta có thể đi sâu tại vì đứng ở góc độ là nhà đầu tư thì việc có một cái kiến thức hệ thống của các cái quy hoạch này rất là tôi rất mong là chúng ta sẽ đưa vào một cái chủ đề. À. Và tại vì khi mà tôi đi đầu tư ấy, tôi, tôi nghĩ rằng là tôi việc việc phải check quy hoạch này à, rồi là việc phải xem rất là kỹ vấn đề pháp lý nó rất là quan trọng tại vì có rất là nhiều người ta bảo rằng là có rất là nhiều các cái dự án mà không có trong kế hoạch nhưng họ vẫn bán được mầm có đúng không ạ Nếu mà nếu mà tự tôi là ở vai trò một nhà đầu tư và tôi không có quá nhiều thời gian cũng như là kiến thức ừ. cũng như là kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ đề uh, có thể làm step by step tức là từng bước một để chúng ta có thể làm ở đâu đó có ai đó phải cung cấp cho uh, những nhà đầu tư như anh Tuấn wow. uh, hoặc là những người có nhu cầu mua nhà ở một ừ. cách thực sự bởi vì bây giờ cả đời họ tiết kiệm để mua được một căn nhà mà bây giờ lại gặp vấn đề với mua và chủ đầu tư có vấn đề về pháp lý ừ. Đúng không? Thì rõ ràng rằng là à, Thực ra thì trong một 10 năm vừa qua tôi có rất nhiều bạn bè là rơi tình huống như thế ừ. Tiết kiệm được cả đời để mua một căn nhà mà cũng bị vấn đề pháp lý nó kéo dài đến tận 10 năm ừ. Những cái tiền đóng rồi mà không, không có thể được giao nhà ừ. Đấy thì ừ. chúng ta cũng sẽ có những cái chương trình cụ thể như thế này và chúng tôi hy vọng là sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin cho tất cả khán giả kênh tài chính kinh doanh. Các bạn nào ủng hộ tôi với cái góc nhìn của tôi, tại vì tôi sẽ đại diện các bạn cho một cái người là bắt đầu cái hành trình đầu tư bất động sản thì các bạn cho tôi số 1 để uh, thể hiện cái sự ủng hộ để uh, các cái nguồn lực của chúng tôi sẽ phân bổ vào cái việc làm đấy để cho nó hiệu quả. Đúng. Vâng. Đó à, là, là vấn đề thứ ba liên quan đến quy hoạch và vấn đề thứ tư ở đây thì liên quan đến cái việc phải chuyển nhượng dự án. Thì cái vấn đề chuyển nhượng dự án này thì mọi người có hiểu đơn giản một cái vấn đề là gì? Nghĩa là các chủ đầu tư hiện tại bây giờ ví dụ như là chúng ta có thể thấy là cái vấn đề liên quan đến trái phiếu của các doanh nghiệp thì họ cái nguồn lực của họ đến thời điểm bây giờ có thể là đang đuối và họ muốn là gì? Chuyển nhượng lại cái dự án đấy cho một cái đơn vị khác hoặc là một chủ đầu tư khác có năng lực nhưng mà nó cũng lại vướng với vấn đề pháp lý thì cái vấn đề pháp lý mà người hiểu đơn giản là bây giờ đã được uh, sửa đổi và bổ sung các cái nguyên tắc để mà cho dễ dàng hơn cho cái việc chuyển đổi này thì có thể nhờ anh Long chia sẻ một chút về cái này vì anh Long chắc là cũng đang làm trong cái lĩnh vực uh, M&A rất là nhiều đúng không? À, cái này thì chúng ta vừa rồi thấy diễn đàn M&A vừa rồi thì một số các cái chủ đầu tư lớn đặc ừ. biệt là chủ đầu tư nước ngoài để ừ. họ công bố rằng là họ đã đã gọi là thâu tóm được uh, một số các dự án bất động sản ừ. à, và trong cái bối cảnh như hiện tại thì uh, việc mà uh, như chúng tôi có nói từ đầu năm 2023 đấy, trong ừ. chương trình đầu tư gì năm 2023 chúng tôi có nhắc là đến nếu mà liên quan đến thị trường bất động sản thì thời điểm này vốn ngoại sẽ là phải là là cái mà thực sự ưu tiên ừ. và như thế chúng ta thấy trong suốt thời gian vừa qua thì các cái cấu trúc tài chính ấy, structure finance cái tài chính mang tính cấu trúc nó thể hiện rất là rõ thông qua mấy cái giao dịch này. Ừ. thì trong phạm vi chương trình ngắn như này thì tôi cũng không thể chia sẻ cho mọi người kỹ lưỡng được cấu trúc tài chính nó sẽ chạy như thế nào. Ừ. nhưng mà thực tế rằng là uh, mọi người thấy rằng là trong suốt năm vừa qua khi mà thị trường trái phiếu nó không có uh, hoạt động uh, sôi nổi như trước nhưng mà giá trị trái phiếu phát hành thì nó vẫn lớn đấy, thì đấy nó là một cái dấu hiệu rất rõ để chúng ta nhìn vào cái thực tế rằng là các cái giao dịch tài chính cấu trúc nó được diễn ra và thông thường thì các giao dịch tài chính cấu trúc này nó thông qua các cái dự án bất động sản đấy, và từ đó thì gần đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì một số các cái chủ đầu tư bất động sản ở các cái khu đô thị lớn Được. họ gọi là ra hàng tức là Được. mở mở bán đấy, mở, mở bán nhưng mà toàn là những cái chủ đầu tư nước ngoài, nước ngoài đúng không ạ? Đấy, thì à, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. thế thì tất cả những yếu tố này kể cả yếu tố chuyển nhượng dự án gặp khó khăn nó cũng sẽ là một yếu tố để thắt cái nguồn cung lại, đúng không ạ? và cái vấn đề thứ năm ở đây thì như là em vừa chia sẻ nó liên quan đến với vấn đề xe đẹp đất công thì ở đây em có một cái bảng quy hoạch rất là rõ nó, nó ở đây chúng ta thể đem một cái dự án rất là lớn nhưng mà do vấn đề là chỉ do là chỉ vướng một cái phần rất là nhỏ của cái đất công thôi và hiện tại bây giờ để xử lý cái vấn đề đất công này thì nó rất rất là khó tại vì liên quan đến đất công thì lại lại một bộ luật khác để mà giải quyết vấn đề này, thế nên là nó cũng lại tạo nên cả một cái vướng mắc rất là lớn cho toàn bộ cái dự án này nó phải đình trệ. Ừ. À, thế đấy là uh, như thế chúng ta có thể thấy là gì với các cái thay đổi của cái luật mới thì chúng ta đã giải quyết được. Uh, đây, em quay thể quay lại về cái slide này. À, chúng ta có thể thấy là gì ví dụ như ở đây có các cái vướng mắc lớn thì à, sau hai cái luật mới của chúng ta là luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì chúng ta đã giải quyết được một số vấn đề nhưng cũng còn một số vấn đề là chưa giải quyết được ví dụ như vấn đề về định giá đất đó thì chúng ta vẫn phải đợi về luật đất đai, đất đai. À, tiếp theo nữa là vấn đề xác định chủ đầu tư thì đã giải quyết được à, vấn đề quy hoạch thì cái vấn đề quy hoạch này thì em nghĩ là nó phụ thuộc rất nhiều bởi các cái ủy ban nhân dân uh, cấp tỉnh hoặc là cấp thành phố họ phải uh, gọi là nỗ lực hơn trong cái việc là Cả công bố các cái quy hoạch 1 trên 2000 để cho các chủ đầu tư từ đó lập các cái quy hoạch 1 trên 500. Đó thì cái đấy phụ thuộc vào rất nhiều về các cái ủy ban nhân dân đó. Tiếp theo nữa là cái vấn đề chuyển nhượng dự án thì vừa nãy cũng đã được khơi thông cái vấn đề này và cái vấn đề thứ năm thì cái xe kẻ đất công này thì nó cũng cần phải có thêm thời gian nữa. Đó thì từ năm cái yếu tố này ở đây thì em có thể thấy em có thể kết luận chung nữa là gì? với cái việc quốc tội uh, thông qua luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì đã giải quyết được phần nào những cái vướng mắc pháp lý cho cái hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhưng mà cũng vẫn còn tồn động các cái vấn đề khác nữa mà chưa thể xử lý được thế nên là cái nguồn cung thị trường bất động sản chúng ta thì chắc em nghĩ là sẽ phải cần có cái việc theo dõi thêm chứ nếu như mà chúng ta đang suy nghĩ là uh, cái nguồn cung sẽ được gọi là uh, tăng trong thời gian tới thì em nghĩ là nó cũng sẽ cần phải nhiều yếu tố nữa chứ cũng không phải là chỉ riêng hai cái luật thông qua mà chúng ta có thể giải quyết được tất cả các vấn đề như vậy luật đất đai sẽ là luật bao chủ ừ. chúng ta phải chờ câu chuyện luật đất đai thì luật đất đai chỉ có hai thứ thôi ừ. tôi tôi có thể dùng hai từ để nói tóm lại đó là định giá và đấu giá ừ. đấy là hai cái thứ khó nhất của luật đất đai đấy thì câu chuyện đặt ra là nguồn cung mà khó như thế này hiện nay thì vẫn là khó mà lại còn bị lệch nhu cầu ấy đấy. bây giờ là từ đầu năm giờ mọi người nói là năm ngoái thì toàn là hàng cao cấp nhưng mà năm nay vẫn thế nó vẫn cứ ra cao cấp thôi, nó có thay đổi gì đâu? Bởi vì chúng ta đã nói rồi nhà ở bất động nhà ở xã hội thì cái biên lợi nhuận thấp quá không nhà ai muốn làm đúng, đúng rồi. không? Thế còn nhà trung cấp bây giờ cũng có mảnh đất đấy mà lại gặp vấn đề pháp lý nó kéo dài nhiều năm, ừ. thì bây giờ thì tôi phải làm thế nào mà tôi phải bán được cái làm ra một cái sản phẩm cũng mảnh đất để trồng lên nhà. nhưng mà phải làm được cái sản phẩm mà mà bán giá đắt chứ ừ, đúng không tại vì đấy. chúng ta hãy hiểu là nhà ở thương mại của chúng ta ừ. là hoạt động theo cơ chế là thị trường thị trường ở, thì ừ. hôm cũng chưa cũng câu hỏi trước em có hỏi anh tuấn là về nếu như anh tuấn là là chủ đầu tư mà bây giờ cũng cùng có một mảnh đất đó mà mới nguồn cung thì thì ít mà uh, bây giờ nếu như chúng ta ra hàng thì chúng ta chọn là bán với, với phân khúc nào thì hồi trước anh tuấn chắc là cũng đã trả lời cho mọi người về vấn đề đấy rồi đúng không ạ thực ra thì uh, chúng, chúng ta mới nói đến một phần của chủ đầu tư thôi còn chúng ta còn uh, hãy nhớ rằng là Uh, để cái thị trường này nó vận động và phát triển thì uh, nó rất là cần đến nguồn cung tín dụng và nếu như là tôi đứng ở vai trò ngân hàng ấy thì uh, giải ngân cho những cái dự án cao cấp với những cái tệp khách hàng mà có chứng minh được thu nhập ấy thì cái tỷ lệ nợ xấu cũng như là cái cash flow, uh, cái, cái dòng tiền của khách hàng tôi kiểm soát được tốt hơn nếu mà những cái khách hàng mà ở những cái phân khúc uh, thấp hơn, đúng không ạ? Tức là Thế nếu đúng. nếu như tôi là tôi dẫn nó sẵn sàng mà giải ngân thì tôi sẽ giải ngân cho những người ta gọi là bọn tôi hay gọi là gọi là bánh ăn bánh thì sẽ ừ. chọn những cái miếng mà nó hoặc là ăn thịt đi ừ. miếng thịt nạc trước thì còn xương tại vì thế nếu mà chúng ta nói chuyện câu chuyện hết sức thị trường thì chúng ta phải nhìn được một cái vấn đề như vậy à, nếu như tôi có thể tổng hợp lại cả, toàn bộ cái bài trình bày của chúng ta bài chia sẻ của chúng ta trong vòng mấy câu thì tôi đang hiểu như thế này được, à, có đúng không anh Hùng và anh Long ừ. thứ nhất là chúng ta nói chuyện về nhà ở thương mại và trong nhà ở thương mại thì nó có một cái sản phẩm là trung cư đúng, rồi. đúng không ạ và trung cư thì nó còn có hai vấn đề vấn đề đầu tiên là lệch giữa các phân khúc trung cư từ siêu cao cấp và cao cấp rồi trung bình tất cả đều dồn vào phần cao cấp chúng ta nhìn thấy số liệu cái thứ hai nó vấn đề rằng là chung bao trùm nó là nguồn cung trung cư thì cả chúng ta đều thấy rằng cái vấn đề lớn nhất của nguồn cung trung cư là pháp lý và có năm vấn đề pháp lý và chúng ta kỳ vọng là với hai cái luật đã được sửa đổi và một luật chuẩn bị sửa đổi thì có thể được xử lý như vậy nếu như tôi là một nhà đầu tư hôm nay tôi cũng được mời lên một cái chương trình nói về vấn đề này thì người ta hỏi tôi rằng là liệu có lên đu đỉnh tức là tại vì nếu như mà tôi nhìn thấy cái vấn đề nguồn cung của trung cư như vậy vẫn bị tắt chặt như vậy và chắc chắn luật thì cũng cần phải có thời gian đúng không ạ chưa giải quyết được ngay thì giá chung cư có thể nó sẽ tăng tiếp tục. Thế thì chúng ta chưa hỏi một câu với tất cả mọi người luôn khán giả kênh tài chính kinh doanh là giá chung cư sắp tới. Đúng mọi thế người mọi nghĩ người... có giảm không hay là vẫn cứ tăng? Yeah. Mỗi người quan điểm ở đưa câu chuyện này là câu chuyện quan điểm không ừ. ai đúng ai sai được không? Đúng rồi. Ừ. Thế, thế thế thì mọi người nếu mà có quan điểm thì mọi người có thể chia sẻ ví dụ như tăng này có thể cho số 1 đúng không? Không, và... oh, cứ nêu lý do là tăng à, đúng, đúng không? Đúng không? À. Đấy. Mọi thế... người có nghĩ rằng nó cứ sẽ tăng mãi mãi không và, và lý do tại sao Đấy. nó tăng hoặc là nếu nếu mà nó giảm thì lý do tại sao nó giảm đúng không? ạ? Thực tế thì tôi có thể kể cho mọi người câu chuyện là giá trung cư nó giảm như thế nào, yeah. nó giảm. 30 35 40 thậm chí 50 55%. Ừ. Đó và chính từ các cái chủ đầu tư. Thế còn các cái nhà đầu tư thứ cấp thì cái chuyện mà giảm giá là rất là bình thường với ừ. giai đoạn giai đoạn mà bất động sản nóng băng. Thực tế cái giai đoạn mà bất động sản khó ấy, nó xuất phát từ 2009. Ừ. Đấy nhưng giá nó vẫn cứ tăng. duy trì ừ. nó tăng, nó kéo dài đến 2010, hết ừ. 2010. Đến 2011. Đó, nghĩa là thử thách coi như là sự kiên nhẫn của người mua nhà. <laughs> hai năm liền và nó cứ tăng liên tục. Nhưng đến 2011 thì bắt đầu là thị trường căng quá rồi. Bởi vì 2011 nó khó hơn cái chỗ là lạm phát nó bắt đầu bùng phát trở ừ. lại. Đấy. Đấy uh, uh, 2009 là giảm phát nhá. Ừ. Nhưng đến 2011 là lạm phát hai con số. Đúng rồi. Đấy. lạm phát hai con số thì lúc này câu chuyện là thị trường lãi suất rồi ngân hàng cái thứ nó nó lại căng trở lại. Thì lúc đó những nhà đầu tư thứ cấp À, những người mà mà bán thứ cấp tức là người mua đi bán lại yeah. họ cắt lỗ khủng khiếp rồi. Yeah. Ừ. giá chung cư 30 2 35 triệu mà họ bán 17 18 triệu. Đấy, là chung cư mà khu đô thị được cho là cao cấp nhá. À, thực tế nó là khu đô thị cao cấp. À, rồi những nhà đầu tư à, chủ đầu tư thứ cấp. Đấy, tôi còn nhớ có một công ty là nếu biết trên sàn với mã là PTL hay sao ấy. Đấy, họ phát pháo quả pháo đầu tiên tức là giảm phát 35 phần trăm giảm <laughs> ừ, giảm luôn thẳng luôn vào giá 35 à, một cái khu uh, chung cư ở trong thành phố Hồ Chí Minh ừ. nếu mà bạn nào còn nhớ thì có thể kể lại giúp cho khán giả kênh tài chính kinh doanh cái trường hợp mà giảm giá đầu tiên nó 35 phần thế thì nó cũng sẽ phải uh, đến một cái giai đoạn là cung và cầu cuối cùng nó phải gặp nhau Còn nếu cung và cầu không gặp nhau ấy thì dòng tiền nó cứ tắt này giống như anh Tuấn nói rằng là bây giờ tiền nó có thể nằm trong ngân hàng nó muốn giải ngân sang người có nhu cầu mua nhà đúng không để tiền sang nhu cầu mua nhà thì bắt đầu tiền sang chủ đầu tư đúng rồi thế nhưng mà ông chủ đầu tư thì cứ găng đấy, tôi phải bán giá trên này cơ đấy bởi vì nó có rất nhiều lý do từ lý do mà pháp lý cho đến nguồn cung cho đến tài chính đến dòng tiền rất nhiều cái thứ khác đấy, rồi tài sản thế chấp ngân hàng các thứ thế nên là tôi cũng phải để giá ở đây thế thì hai bên là dòng tiền nó lệch nhau như này mà nó không có thể gặp nhau được thì đó, đến một ngày nào đó thì nó cũng sẽ phải tính đến cái chuyện là à, đồng tiền nó phải gặp nhau. Đúng. Đúng không? Hôm nay thì tôi có thể chia sẻ lại câu trả lời của tôi trên chương trình kia, tại vì tôi thấy rằng là mọi người đang nói đến những cái yếu tố mang tính chất thị trường rất là nhiều à, giá này rồi là lượng hàng này cung và cầu nhưng mọi người quên mất một điều, ấy. đó là cái thu nhập dân cư và kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập dân cư à, nó cũng là một cái yếu tố tác động đến thị trường. Tại vì nếu như mà tôi cảm thấy rằng là cái công việc của tôi không được đảm bảo và đa phần là chúng ta sẽ vay ngân hàng, đúng không ạ? Nếu mà tôi nhìn thấy cái tăng trưởng công việc của tôi không nhiều, tôi sẽ thu về cái hướng phòng thủ hoặc là đây không phải là một cái tài sản mà có thể chuột linh thường xuyên được, thì tôi cũng sẽ giảm cái nhu cầu của tôi. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Cái điều này chúng ta cũng nói rất là nhiều rồi, Và từ trước đến nay, tức là mọi người có nói về chuyện là thị trường bất động sản ấy thì có rất nhiều chuyên gia kinh tế và dự báo rằng là nửa cuối năm 2023 là thị trường bất động sản sẽ phục hồi, đúng yeah. không? Nhưng thực tế thì nó không phục hồi như mà chúng ta kỳ vọng. thì cái vấn đề lớn nhất ở đây tức là mọi người toàn nhìn vào là lãi suất, đúng như là đầu vào của một dự án bất động sản mà không nhìn đầu ra. Đấy, đầu ra thì kinh nghiệm của tôi thì thị trường bất động sản chúng ta phải cần khoảng thời gian đủ dài. Đấy, thông thường ở Việt Nam mình phải 4 đến 5 năm để tích lũy nhu cầu. Đấy, mà muốn tích lũy được nhu cầu thì thu nhập dân cư phải phù hồi. Đấy, câu chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, còn chương trình của chúng tôi cũng đã dài rồi thì um, hôm nay chúng tôi đang nhìn về câu chuyện nguồn cung yeah. Đấy, cũng đồng thời chúng ta nhìn rộng ra với ảnh hưởng của các cái luật vừa mới được ban hành gồm có luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở chúng ta sẽ chờ thêm luật đất đai là cái luật mà quan trọng hơn nhiều à, để mà tháo gỡ các vấn đề về pháp lý và à, cuối cùng thì cũng phải là đáp ứng được cái nhu cầu cung phải gặp cầu bởi vì, vì um, cái nhu cầu về các khu đô thị lớn các thành phố lớn để ở hiện nay thì vẫn còn đang rất là lớn mức độ đô thị hóa của việt nam mình thì vẫn còn tốc độ nó vẫn còn cao Đấy, thì uh, chúng ta cũng sẽ phải chờ xem và đến một cái thời điểm nào đó thì khi mà dân cư nó tích lũy đủ rồi uh, kinh tế phục hồi thu nhập dân cư phục hồi thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự gặp nhau giữa nguồn cung và nguồn cầu của thị trường bất động sản nó rõ nét hơn lúc đó thì thị trường nó mới có thể tính đến cái chuyện phục hồi phục đúng không ạ đấy chứ còn mà chúng ta cứ đi hô suốt ngày là ấm lên ấm lên tôi thấy ấm từ năm ngoái năm nay rồi mãi chưa thấy nóng thì cũng cũng khó đấy, cái gì nó cũng phải có thời gian và có cái nguyên tắc căn bản của thị trường thế còn các bạn thì sao chúng tôi hy vọng rằng là một cái chương trình như thế này có thể cung cấp cho các bạn góc nhìn và chúng tôi cũng rất là muốn một là quan điểm của các bạn về nguồn cung bất động sản hiện nay đặc biệt là cung chung cư và giá chung cư thì các bạn hãy vui lòng để lại comment ở trong clip này À, rồi à, những cái chương trình tiếp theo chúng tôi cũng à, dự kiến sẽ tiếp tục cái chuỗi này và mọi người hãy chia sẻ những cái nội dung mọi người mong muốn chúng tôi có những cái nghiên cứu và phân tích để làm những chương trình sắp tới thì cũng để lại comment hãy nhấn vào nút like đăng ký kênh tài chính kinh doanh và sử dụng các tính năng như super thanh để ủng hộ kênh và xin hẹn gặp lại giao dịch dễ dàng đầu tư nhanh chóng từ ngày 8 tháng 3 năm 2023 Topi chính thức ra mắt tính năng giao dịch trên website, giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia đầu tư và trải nghiệm các tiện ích vượt trội. Truy cập website www.topi.vn để trải nghiệm ngay bạn nhé! AFA Capital là đơn vị cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản đối với khách hàng cá nhân, Wealth Management tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. AFA Capital luôn cố gắng phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến với khách hàng. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.